Cuối năm nói chuyện đầu năm. Xin chào quý vị. Như vậy cũng chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta chào đón Tết âm lịch 2024. Chủ đề hôm nay Radio Suy Ngẫm cùng thảo luận với quý vị là làm lễ cúng sao dài hạn đầu năm mới. Mỗi dịp đầu năm âm lịch thì mọi người thường lên chùa hoặc tự dâng sao dài hạn ở nhà. Thông thường thì người dân đến các chùa chiền, miếu phủ để dâng sao dài hạn. Lễ cúng này thì có nhiều hình thức thủ tục với các mức phí khác nhau, từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu, chục triệu đồng. Thậm chí có người bỏ ra cả trăm triệu đồng cho một khóa lễ. Ở Hà Nội thì mỗi lần chùa Phúc Khánh làm lễ dâng sao dài hạn, người dân kéo đến đông tới mức tràn ra cả đường, lên cầu hành lễ, bái vọng vào chùa, bất chấp luật lệ giao thông. Hiện nay thì nhiều lời truyền từ câu chuyện của thế giới tâm linh như sau: sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà, Nam La Nữ Kế, tức sao La Hầu và sao Kế Đô, 49 chưa qua 53 đã đến, vân vân, đã len lỏi sâu vào đời sống nhân dân, đem đến cho con người nỗi sợ hãi xen lẫn lo âu. Thay vì dành thời gian làm việc tuân theo các quy định của pháp luật, nhiều người quẳng tiền bạc và thời gian vào những cuộc mặc cả với cả thần thánh. Các hoạt động cúng lễ, bói toán, dâng sao dài hạn diễn ra vô cùng sôi động vào dịp đầu năm mới. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong giáo lý của nhà Phật không có việc dâng sao dài hạn, nhà Phật không khuyến khích việc này. Tục dâng sao dài hạn là những tồn tại từ lâu đời trong dân gian. Nó nằm trong nghi lễ của Lão Giáo, tức là Lão Tử của Trung Quốc. Hay nói cách khác, nó thuộc về Tam Giáo Đồng Nguyên, xuất hiện từ thời Lý. Theo Lão Giáo, nó dung nạp vào trong nhiều ngôi chùa. Tục này đã đi sâu vào tiềm thức của nhiều người, nhất là người dân Việt Nam. Họ tin rằng mỗi một năm có một vì sao chiếu mệnh, có 9 sao, trong đó có Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hớn, Thổ Tú, Thủy Diệu, La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch. Trong 9 ngôi sao thì có sao tốt, có sao xấu. Năm nào sao xấu chiếu mệnh, con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật, gọi là vận hạn. Trước đây thì chỉ có đình đền thực hiện nghi thức này. Sau này thì Phật giáo tiếp nhận giới nghi thức làm lễ cầu an cho gia đình quý Phật tử được an lạc và hạnh phúc. Tuy nhiên đây chỉ là niềm tin trong dân gian. Khoa học thì chưa từng khẳng định sự tồn tại của 9 ngôi sao trên, cũng như ảnh hưởng của chúng đến với cả cuộc sống con người. Giáo sư Trần Lâm Biển, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tín ngưỡng, tôn giáo, từng nói trên VTC News: dâng sao dài hạn chỉ là hình thức để con người trốn tránh những tai họa do chính mình gây nên. Bởi vậy không có gì tốt hơn là tự tu thân, dùng trí tuệ để nhìn nhận mọi sự, mọi việc, tránh những hành động sai trái, rồi đi hối lộ thần linh, đặt cược với cả thần linh. Như vậy thì tội lỗi về mặt tâm linh sẽ lớn hơn rất nhiều. Cúng sao dài hạn không có trong giáo lý đạo Phật. Các nhà tu hành cho rằng trong giáo lý nhà Phật không có việc cúng sao dài hạn. Đối với cả Phật giáo, không có ngày xấu, ngày đẹp, sao xấu, sao tốt như nhiều người lầm tưởng. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khẳng định trong giáo lý của nhà Phật không có sao xấu, sao tốt cũng như ngày tháng đẹp xấu trong một năm. Phật giáo luôn lên án các hành vi mê tín dị đoan, trong đó có cúng sao dài hạn, xem bói, xem ngày tốt xấu. Đức Phật có dạy: chờ đợi các vì sao, kẻ ngu hỏng điều lành, điều lành chiếu điều lành, sao trời làm được gì? Trích trong Kinh Tiểu Bộ. Trong quyển Mê Tín Chánh Tín, Hòa Thượng Thích Thanh Tử có nói: lễ cúng sao hạn thật là lạc hậu lỗi thời. Sao là những hành tinh cách xa chúng ta bao nhiêu ngàn cây số, nó là cái gì mà chúng ta phải cúng? Tục lệ các chùa quê vào ngày mùng 9 tháng riêng là cúng sao hội. Người Phật tử nào không gửi tên cúng sao, xem như năm ấy không được bảo đảm an ninh. Vậy người chủ cúng sao cho quý vị có bảo đảm an ninh chưa? Có lẽ quý vị ấy quên ghi tên của mình trong bài sớ cúng sao chứ gì. Thật là vô lý. Đạo lý nhân quả Đức Phật dạy rành rành trong kinh rồi, mà người ta bất chấp. Thân tổng báo của chúng ta có lẫn lành với dữ. Khi nhân lành đến thì hưởng quả lành,
khi nhân dữ đến thì chịu quả dữ, không thể chạy trốn được. Chỉ có tạo nhân lành nhiều, khi quả dữ đến sẽ nhẹ đi hay giảm bớt. Đại Đức Trúc Phú với bài viết khảo sát về tín niệm cúng sao dài hạn có nêu rõ nguồn gốc của tục cúng sao. Bà La Môn giáo là một tôn giáo đa thần ở Ấn Độ. Trăng sao đối với cả người Bà La Môn là những vị thần có năng lực đặc biệt. Trong vô vàn những vị tinh tú, trăng sao thì niềm tin vào 9 vị sao, Phạm ngữ gọi là Navagraha, Trung Hoa dịch là cửu diệu, là một tín niệm có lịch sử hình thành rất sớm, có cơ sở lý luận rõ ràng và hiện còn được tiếp tục duy trì tại Ấn Độ ở một số khu vực. Theo cách hiểu xưa nay, khi bàn về thờ tự trăng sao, cụ thể là tín niệm của cúng sao dài hạn, phần lớn đều cho rằng đó là một tín niệm có nguồn gốc từ Trung Hoa. Tuy nhiên, theo căn cứ của William Monier, William Edward Sotil, thì tập tục phụng cúng các vị sao, cũng như quan điểm về 9 vị sao, cửu diệu, vốn có mặt từ lâu trong triết học và thiên văn và ngành chiêm tinh của Ấn Độ giáo. Đức Phật đã chỉ rõ các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là con liệt, có ưu. Nghiệp có thể thay đổi, con người hoàn toàn có thể làm chủ vận mạng của mình thông qua những nỗ lực chuyển hóa bản thân mà không cần phải cầu xin một vị thần thánh hay phụng cúng một vị tinh tú nào cả. Đó là một trong những điểm khác biệt căn bản giữa Phật giáo với các triết phái tư tưởng tôn giáo khác tại Ấn Độ nói chung và Bà La Môn giáo nói riêng. Đức Phật đã từng căn dặn: môn đệ của ta sẽ không ếm bùa chú, không giải mộng, không chiêm tinh, không đoán lành dữ từ tiếng thú kêu, không làm phép chữa bệnh hay trị vô sinh. Trích trong kinh Lối đi nhanh chóng. Mong mọi người luôn vững đạo tâm và tìm hiểu thấu rõ hơn pháp Phật để hạn chế niềm tin lệch lạc. Hạn là do con người tạo ra. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biển, việc dâng sao dài hạn này suy cho cùng chỉ là hình thức để con người trốn tránh những tai họa do chính mình gây nên. Khi con người không tu thân, làm những việc sai trái, buôn gian bán lận thì chẳng thần thánh nào giúp giải được hạn cả. Đại Đức Thích Bản Quyền, trụ trì chùa Phước Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho rằng trong kinh sách của nhà Phật không có nói đến nghi lễ cúng sao dài hạn cho Phật tử. Đối với cả Phật giáo thì không có ngày xấu, ngày đẹp, sao xấu, sao tốt như người ta lầm tưởng. Đại Đức Thích Bản Quyền cho biết, phúc lộc hay tai họa đều tuân theo luật nhân quả do con người tạo ra. Nếu làm việc thiện sẽ gặp điều lành, làm việc ác gặp quả báo. Cúng dài hạn chỉ là nhu cầu tâm linh để lòng được bình an mà thôi. Phật ở tại tâm, khi chúng ta có sự tôn kính thành tâm thì nơi nào cũng có thể cầu nguyện, không bắt buộc phải đến chùa. Đôi khi người dân có những suy nghĩ trái với cả giáo lý của nhà Phật, nghe tên một ngôi chùa thiêng, họ kéo nhau đến đó cúng bái. Dâng sao dài hạn thì suy cho cùng chỉ là hình thức để con người trốn tránh những tai họa do chính mình gây nên. Cúng sao dài hạn là mê tín dị đoan. Dù dâng sao dài hạn đi chùa cầu cúng, nhưng mà làm việc phạm pháp thì thần thánh nào mà cứu được đây. Còn Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, trụ trì chùa Quán Sứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo thì cho rằng sao xấu, sao tốt từ tâm con người mà ra. Nếu làm việc xấu thì có mang lễ lạt đi giải cũng không được. Vấn đề cốt lõi là người dân phải biết tu tâm. Mỗi con người trồng cây quả ngọt thì mình sẽ được hưởng quả ngọt. Trồng cây quả chua, tất nhiên phải hưởng quả chua rồi. Tương tự, mình làm việc tốt chắc chắn sẽ được hưởng phúc, còn làm việc xấu sẽ chuốc tai họa. Không có sao và cũng không thể giải được sao. Quý vị thân mến, đầu năm thì phần lớn người dân Việt Nam ta ai cũng ít nhất một lần đến chùa, miếu để đi lễ hoặc vãn cảnh. Ở chốn thiền môn thanh tịnh, con người ta tìm lại được thiện tánh vốn có, tạm buông bỏ những xô bồ tấp nập ngoài kia. Tuy nhiên, hơn quá nửa người Việt khi đi chùa lại thường xuyên mắc phải những lỗi này. Đầu tiên đó là trang phục thiếu trang nghiêm. Hiện nay thì xu hướng ăn mặc khá đa dạng và không ít người thích kiểu đồ thiếu vải. Tuy rằng phong cách diện đồ là quyền tự do của mỗi người, nhưng mà chốn linh thiêng như chùa, đền, miếu thì tuyệt đối không được mặc các bộ trang phục như vậy. Không riêng chùa,
Khi đến nhà thờ hay các cơ sở tôn giáo khác, bạn cần mặc trang phục kín đáo, vì đây là những nơi tôn nghiêm, thanh tịnh. Mặc đồ quá hở hang ở chốn thiền môn sẽ gây phản cảm. Một số người, đặc biệt là các cặp tình nhân trẻ khi đến chùa, thường ăn mặc rất thiếu vải. Điều này không cấm, nhưng mà trang phục như vậy không phù hợp với hoàn cảnh, sẽ khiến cho bạn trông trở nên thiếu trang nghiêm, thành kính. Hơn nữa, lại tạo tội làm ô uế Phật đường, phạm giới bất kính, phước đức tiêu tán rất nhiều. Hãy cố gắng mặc những bộ đồ kín đáo một chút khi đến chùa, cũng để thể hiện văn hóa lịch sự tế nhị của khách tham quan. Khi đi chùa thì không nên mặc váy ngắn, áo hai dây, quần cộc, áo xuyên thấu hay các kiểu hở hang khác. Đây là điều cấm kỵ gây ra sự bất kính với bề trên và không phù hợp trong không khí trang nghiêm nơi chùa chiền. Bởi vậy, nếu muốn đi chùa thì hãy loại bỏ ngay thói quen ăn mặc như vậy. Bộ trang phục bó sát tuy không hở hang nhưng mà nó lại gây nóng mắt người nhìn, và chắc chắn nơi linh thiêng như chùa, đèn sẽ không phù hợp. Theo quan niệm riêng của Phật giáo thì ở một nơi thanh tịnh, trang nghiêm, tâm linh thì sự giản dị, nhẹ nhàng được đặt lên hàng đầu. Thay vào đó là những bộ màu sắc nhã nhặn sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Điều thứ hai, không để ý lối vào cổng tam quan. Mỗi một ngôi chùa đều có cổng tam quan, gồm 3 cổng rất đặc trưng, nhưng mà chỉ mở rộng cửa chính ở giữa vào những ngày lễ lớn. Còn lại những ngày thường thì chỉ mở cổng phụ hai bên. Các bạn có biết vì sao không? Nhà Phật quan niệm cổng lớn là lối đi dành cho chư Phật, chư Thiên, những bậc tôn túc có giới hạnh đầy đủ. Do đó chỉ mở cửa vào những dịp lễ lớn để cung nghinh, tiếp đón. Tuy nhiên nhiều người đi chùa lễ Phật không biết đến điều này nên cứ tùy tiện đi vào cửa lớn, lại không thèm nhìn trước ngó sau. Như vậy có dịp đến chùa bạn nên đi vào hai cửa bên, không nên đi cửa chính giữa, đồng thời không dẫm lên bậu cửa khi bước vào, nếu không sẽ phạm tội bất kính. Cổng tam quan mang ý niệm 3 cách nhìn của Phật giáo gồm hữu quan, trung quan và không quan, thể hiện cái có, cái không và cái trung dung của cả hai. Có một thuyết khác cho rằng tam quan là tam giải thoát môn của Thiền Tông, gồm cửa không, cửa vô tác và cửa vô tướng, tức vô nguyện. Vì vậy các nước không thuộc Phật giáo Thiền Tông không xây cổng tam quan làm lối vào chùa. Có nơi như là Vĩnh Minh Tự Viện ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng chỉ xây cổng nhất quan. Sự phản kháng êm dịu này là điều tế nhị sâu sắc, dựa vào phong tục tập quán với kiêng kỵ trong tín ngưỡng dân gian, không trổ cửa chính vào thẳng nhà vì cho rằng quỷ thần thường đi theo đường thẳng, và bình phong lá chắn đó để trừ khử tà ma. Bởi vậy mà khi đến chùa bạn không đi lối vào cổng tam quan. Điều thứ ba, tự ý sử dụng hoặc mang đồ ở chùa về nhà. Các món đồ pháp bảo, vật dụng ở chùa đa phần do thập phương bá tánh phát tâm cúng dường, cầu mong mang lại lợi lạc cho chúng sanh. Tự ý lấy đồ ở chùa đem về làm của riêng cũng giống như là việc bạn đang bòn rút của cải của thập phương bá tánh vậy. Do đó tội lỗi càng thêm nặng nề, vì lấy đồ của một người đã là tội lỗi rồi, huống hồ mắc tội gian tham của tam bảo. Trước khi sử dụng đồ gì đó ở đây, bạn hãy lễ phép xin hỏi sư thầy hoặc những người có trách nhiệm liên quan, nếu không muốn bị tổn phước nhé. Tốt nhất mọi người không nên mang các thứ đồ ở chùa về nhà mình, ngay cả những thứ được coi là lộc lá, vì ở những nơi đó có thể có vong rồi đủ thứ bám vào. Nếu đến các di tích mua những cành vàng lá ngọc dâng lên, công đức sẽ được bể trên chứng giám thì nên hóa đi, không nên mang về nhà. Trước khi đặt bất cứ thứ gì lên bàn thờ, mọi người cần suy nghĩ kỹ. Trước đây thì mọi người thường đi hái lộc vào đêm giao thừa hay đầu xuân là các chồi non, nhưng mà giờ người ta lại thay thế bằng hình thức mua những cành vàng lá ngọc hoa để cầu sự phú quý. Đó có thể là lấy may đầu xuân chứ không phải là vật để thờ cúng. Theo Đại Đức Thích Thanh Hải, trụ trì chùa Nghi Khê ở Hải Dương, bày cành vàng lá ngọc lên bàn thờ cúng là theo triết lý dân gian, còn theo nhà Phật thì không có điều này. Mọi người có thể bày lên bàn thờ nhưng mà tới rằm tháng riêng thì phải hóa luôn. Với hoa giả cũng chỉ là phần trang trí chứ không thể xếp vào nghi lễ thờ cúng. Việc cắm cành lá ngọc nhằm mang phú quý về nhà thuộc về âm tà mê tín, trong khi chính tín là đồ thờ trên bàn phải là đồ thật thanh tịnh.
Điều thứ tư, nói chuyện thị phi, đùa giỡn trong cảnh thiền môn. Chùa vốn là nơi có không gian yên tĩnh thanh tịnh, nơi dừng chân tu học cho cả những người xuất sĩ và tu sĩ. Có dịp tham quan quanh khu chánh điện giảng đường, phải giữ vệ sinh sạch sẽ, không được khạc nhổ bừa bãi. Đi đến chùa, tuyệt đối không đùa giỡn, nói chuyện thị phi, gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm nơi thanh tịnh. Nếu phạm phải điều này, sẽ gặt quả không tốt, có tu hành mấy cũng không thành vì tâm vốn động loạn. Kể cả khi dắt theo trẻ con, bạn cũng nên hạn chế để chúng gây ồn ào, đùa giỡn quá trớn nhé. Chúng ta phải nhớ đến, chùa là để học pháp, chứ không phải là để hủy báng pháp. Có nhiều người đến chùa không những nói xấu người này người kia, gây chia rẽ, mất đoàn kết, mà còn nói pháp này hay, pháp kia dở, pháp này cao, pháp kia thấp. Một điều cần phải nhớ nữa là chúng ta đến chùa để làm công quả tu tập, quán chiếu lại bản thân, thúc liễm thân tâm, làm cho ba nghiệp trong sạch bằng cách tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, chứ không phải đến để vui chơi đùa giỡn thị phi. Chúng ta đã bỏ hết việc làm ăn, việc gia đình, việc xã hội để đến chùa tu tập. Thời giờ hết sức quý báu, do vậy phải tranh thủ tinh tấn tu tập để thân tâm được thanh tịnh. Đừng lãng phí thời gian, ngồi tụm năm tụm ba nói những chuyện gia đình, vợ chồng, con cái, thầy này thầy kia. Nói chuyện thị phi như vậy, không có công đức gì mà còn tạo nghiệp nữa. Đền chùa được biết đến là nơi trang nghiêm, yên tĩnh để giúp con người thư thái, thể hiện lòng thành kính với những điều thiêng liêng. Chính vì vậy bạn tuyệt đối không được gây mất trật tự ở nơi đây. Bạn có thể thoải mái đùa vui, ồn ào ở những nơi vui chơi, ở những nơi dành riêng cho sự náo nhiệt để ồn ào. Còn khi ở nơi cảnh chùa thì bạn tuyệt đối phải giữ yên lặng, không nên có những hành động gây thiếu văn hóa. Điều thứ năm, không quỳ giữa điện Phật. Đây là sai lầm đa số người Việt mắc phải. Khi thắp nhang lễ Phật, bạn hãy đứng lệch sang một bên để hành lễ. Vì vị trí giữa chánh điện thường là nơi dành cho các bậc trụ trì hoặc chư tăng trong chùa. Phật giáo có câu, đi chùa đúng pháp được phước, để nói lên rằng đi chùa rất cần đúng phép tắc của Phật giáo, như vậy thì mới mong được phúc, được an lành. Nhưng có lẽ không phải ai trong chúng ta cũng nắm bắt được đầy đủ những quy định nguyên tắc của nhà Phật khi đi lễ chùa. Vì vậy nên trước khi bước chân vào chùa hành lễ, khách thập phương xin hãy dừng chân đôi chút trước cửa nhà chùa. Ai chưa biết thì học hỏi, ai biết rồi thì tĩnh tâm rũ bỏ bụi trần, hay đơn giản thôi là vuốt cho sống áo chỉnh tề trước khi bước vào cõi Phật. Chùa chiền là nơi tôn nghiêm, cần những biểu hiện vừa văn hóa vừa lịch sự. Người dân đi lễ chùa cần ý thức được điều này để không làm mất đi nét thanh tịnh của chốn thiền môn và nét thanh lịch của chính bản thân mình. Theo các tài liệu hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đền chùa phải đặt lễ, thắp hương và làm lễ ở ban thờ Đức Ông đầu tiên, vì Đức Ông là vị cai quản các công việc của chùa chiền. Phải lễ Đức Ông để xin phép được vào lễ tại điện chính. Sau khi đặt lễ ở ban Đức Ông xong, mới đặt lễ lên hương án của chánh điện, thắp đèn nhang, thỉnh ba hồi chuông, rồi làm lễ chư Phật, Bồ Tát. Hoàn thành lễ ở chính điện, đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà bái đường. Khi thắp hương lên lễ, đều có ba lễ hay năm lễ. Cuối cùng mới hành lễ ở nhà thờ tổ, nhà hậu. Sau khi hạ lễ, nên đến nhà trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư tăng trụ trì. Và lúc này mới tiến hành việc tùy tâm công đức. Bạn có thể xem các bài giảng trên băng đĩa để học cách thực hành lễ lại trang nghiêm và thẩm mỹ nhé. Điều thứ 6, mang thức ăn mặn vào chùa. Từ xưa đến nay thì đi lễ chùa đầu năm là một tập tục đẹp trong cộng đồng. Tuy nhiên, không phải ai đến chùa cũng đều hiểu được ý nghĩa của hoạt động tâm linh này, hoặc là không biết cách thực hành nghi lễ ở chùa ra sao. Vậy đi chùa để làm gì và bước vào cửa Phật thì thực hành nghi lễ thế nào cho đúng? Một số khách hành hương khi tham quan vắng cảnh chùa thường hay không để ý, mang thức ăn mặn vào chùa. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của nhà chùa, người ngoài nhìn sẽ thấy hiểu nhầm các nhà sư dùng đồ mặn, mà còn gián tiếp tạo tội cho bạn nữa. Trước khi bước vào cổng tam quan, hãy nán lại kiểm tra tác phong, các đồ dùng mang theo một cách cẩn thận, rồi hãy bước vào trong. Việc sửa soạn đi lễ chùa, sắm lễ vật để đi lễ chùa đều có quy định mà người hành lễ cần phải tuân thủ là:
đến dâng hương tại các chùa chỉ được sắm lễ chay, gồm hương hoa tươi, quả chín, oải phẩm xôi chè v.v. Không được sắm sửa lễ mặn như cỗ tam sinh, trâu dê lợn, thịt mồi, gà giò chả. Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu nhờ trong khu vực của chùa có thờ tự các vị thánh, mẫu và chỉ dâng ở đó mà thôi. Tuyệt đối không được đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện, chính điện, tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng lễ chay, tịnh, lễ mặn, nhưng mà thường chỉ đơn giản là gà, giò, chả, rượu, trầu cau, cũng thường được đặt tại ban thờ hay điện thờ nếu xây riêng của Đức Ông, vị thần cai quản toàn bộ công việc của ngôi chùa. Phật thì không cần mâm cao cỗ đẩy, chỉ cần tâm thành của người dâng lễ thôi. Vì thế nên mọi người chỉ cần cầm bông hoa, chén nước vào dâng là đủ. Vào chùa thì mọi người thấy sự lắng động và bình an. Nhưng với những người quan niệm rằng mình cứ mang nhiều lễ vật đi cầu cúng Đức Phật thì mọi thứ sẽ đến là hoang đường. Điều thứ 7, tự ý quay phim, chụp hình. Thường một số chùa không khuyến khích tham quan chụp hình trong chánh định, tháp linh, nhà tổ. Bạn có biết vì sao không? Ngoài lý do mỹ quan, còn có một số nguyên nhân thuộc về tâm linh rất đáng sợ. Theo dân gian, chùa là nơi ẩn náu của nhiều linh hồn sau khi đã mất. Việc chụp hình ở những nơi này vô tình sẽ lưu giữ hình ảnh của những linh hồn. Họ sẽ lặng lẽ theo về với bạn, cùng với cả những tấm ảnh đó. Điều này cho đến nay thì chưa có ai khẳng định có thật hay không. Nhưng ông bà ta vẫn rất kiêng kỵ việc họa vẽ, chụp hình ở những nơi này. Chụp ảnh là điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa, bởi vốn chùa là nơi thờ Phật, chốn linh thiêng. Đặc biệt là chụp những bức ảnh tạo dáng không lịch sự, trang nghiêm. Theo quan niệm của Phật giáo của người Việt Nam, chùa được biết đến là nơi linh thiêng, là nơi đại từ đại bi, cứu độ chúng sinh, kể cả là những linh hồn cơ nhỡ. Đây cũng chính là lý do nhiều người giải thích tại sao không nên chụp ảnh khi vào đền chùa. Việc chụp ảnh trong đền chùa theo nhiều người quan niệm cũng nên hạn chế để tránh tình trạng phong thủy, hoặc việc này có thể làm phiền đến các nhà sư với những bức ảnh không hay, không nghiêm túc chút nào. Khi đến thăm chùa, đương nhiên bạn sẽ mong muốn có những bức ảnh kỷ niệm, nhưng hãy nhớ là bạn chụp ảnh một cách nghiêm túc và tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến người khác. Trong những đền thờ, các tướng thời xưa, họ là những vị tướng xông pha trận mạc nhiều, và khi chết, linh hồn của họ hiển linh sẽ triệu tập linh hồn những binh sĩ của họ đã tử trận để bảo vệ ngôi đền họ đang được thờ. Tuy nhiên, lính tráng thì có thể bảo vệ khỏi ma, chứ nếu quỷ quấy phá làm phiền thì binh lính cũng không thể làm gì được. Chính vì vậy mà trong đền thường có nhiều âm hồn dữ tợn, và một khi ma quỷ theo chân bạn thì có thể không lâu sau đó bạn cũng sẽ về nhà của nó. Điều thứ 8, đặt tiền công đức lên tượng Phật. Xuất phát từ ý nghĩa ban đầu là góp công, góp tấm lòng thành làm công quả, dựng chùa, tô tượng, đúc chuông. Trong ba điều ấy thập phương nên làm. Bây giờ thì tiền công đức đã trở thành một hiện tượng gây phản cảm tại nhiều di tích, nơi thờ tự. Tiền lẻ được giải rắc gài khắp nơi, từ miệng lân, gốc cây ngoài cổng chùa cho đến tay tượng Phật, tượng thánh, miệng lân trong điện thờ, thậm chí giải cả trên mái chùa. Trong mắt các nhà nghiên cứu và cả các nhà tu hành, điều đó không thuận với cả ý nghĩa tốt đẹp của việc đi lễ đền chùa. Mỗi lần đi chùa lễ, người đi chùa thường quyên góp một khoản công đức. Đây là việc rất tốt, nên làm để nhà chùa có thể sử dụng khoản tiền đó để tu sửa chùa hay phục vụ đèn nhang cho du khách thập phương. Tuy nhiên ở nhiều nơi, việc công đức đang dần trở nên biến tướng. Không khó để bắt gặp cảnh người dân giải tiền lẻ ở khắp nơi trong chùa hay vô tư đặt tiền lên tượng Phật. Người ta có thể để tiền lên nhiều chỗ, để lên bàn thờ, nhét vào tay Phật, vạt áo của Phật, tất cả những chỗ nào trên tượng Phật có thể giữ được tiền. Rất nhiều hình ảnh xấu đã được phản ánh trên các phương tiện truyền thông. Hành động để tiền lên Phật vừa là mất thẩm mỹ, vừa là mất đi giá trị về mặt tâm linh. Đức Phật không cần đến tiền của người trần tục. Vì vậy hành động giải tiền lẻ khắp chùa là một việc hoàn toàn sai lầm, làm ô uế cửa Phật.
Tiến sĩ Đinh Đức Tiến nhấn mạnh. Điều thứ 9, sắm sửa vàng mã đem cúng Phật. Khi đến dâng hương tại chùa Trền Tịnh Xá, chỉ nên sắm lễ chay gồm có hương, hoa tươi, quả chín, bánh trái, xôi chè. Tuyệt đối không đặt thức ăn mặn và vàng mã đem dâng lên bàn thờ Phật. Các sư thầy giải thích rằng, việc sắm sửa vàng mã không chỉ gây tốn kém tiền bạc mà còn ô nhiễm môi trường, góp phần gia tăng tệ nạn mê tín dị đoan. Người đốt vàng mã thường cầu trời cầu Phật, gia tiên cha mẹ phù hộ cho gia đình, bản thân được may mắn, hành thông trong cuộc sống. Thông thường thì cứ khi có việc là gia chủ sắm đồ cúng lễ. Trong đồ lễ ít nhất là có lễ tiền vàng mã, tiền âm phủ. Còn nhiều gia đình ở thành phố, thị xã, thị trấn, số vàng mã nhiều hơn, phong phú hơn, nghĩa là ngoài tiền mã ra, gia chủ còn sắm nhiều thứ vàng khác nữa. Đốt vàng mã đã phát triển không giới hạn, đủ loại hình, có cả nhà lầu, xe hơi, ngựa, tivi, điện thoại đời mới nhất, rồi áo quần, đồ trang sức, cả ô xin phục vụ, cùng một lượng lớn tiền âm phủ. Người mua ít thì bỏ ra vài chục ngàn đồng, mua nhiều thì hàng trăm ngàn đồng, thậm chí cả triệu đồng. Triết lý sâu sắc mà gần gũi của Phật giáo qua những bộ kinh để lại không nhắc đến chuyện phải đốt vàng mã, cũng không nói đến chuyện phải cúng sao giải hạn đầu năm. Ngay như chuyện thắp hương trong chốn thiền môn thôi, Đức Phật cũng nói đến tâm hương, nhắc nhở mỗi Phật tử chỉ nên thắp một nén hương thôi và tuyệt đối không nên đốt vàng mã. Mặc dù tập tục đã ăn sâu vào đời sống rồi, nhưng mà với những lý do như trên, chúng ta cũng cần cân nhắc đến việc đốt vàng mã như thế nào để hạn chế dần dần đến loại bỏ tập tục này. Điều thứ 10, cuối cùng, cư xử thiếu bất kính với tăng và ni. Chư tăng, ni là tầng lớp cao quý đại diện cho Đức Phật giáo hóa chúng sinh. Vì vậy khi đến chùa lễ Phật, bạn nên có một thái độ cung kính trước những vị tu hành. Điều này vừa thể hiện sự lễ phép của bạn, vừa là cơ hội để bạn thực hành đức tính khiêm cung, vô ngã. Khi đến chào hay ra về, hãy niệm hồng danh A-di-đà Phật. Trước khi nói chuyện để thể hiện sự tôn kính, tự nhắc nhở bản thân phải chánh niệm như đang có Phật bên cạnh mình. Đạo ở tại đời, người nào cũng đi từ đời vào đạo. Nương đời để ngộ đạo, tu tập để độ người, hành đạo để giúp đời. Trong mối quan hệ khăng khít ấy, người theo đạo và người xuất gia tu đạo luôn giữ một mối quan hệ gắn bó. Nhưng cũng chính từ đó, việc xưng hô như thế nào trong các quan hệ mang tính xã hội đó cũng đặt ra những vấn đề cần giải đáp. Tránh những cách xưng hô không phù hợp, gây tâm lý e ngại, lúng túng cho người giao tiếp, thậm chí là xúc phạm không đáng có cho những người tham gia giao tiếp. Khi tiếp xúc với chư tăng ni, quý cư sĩ Phật tử tại gia, kể cả thân quyến của chư tăng ni, thường đơn giản gọi bằng thầy hay cô nếu như không biết rõ hay không muốn gọi phẩm trật của vị tăng ni và thường xưng là con. Trong tinh thần Phật Pháp, người thụ ít giới tôn kính người thụ nhiều giới hơn, chứ không phải là tôn kính bằng tuổi tác, người con theo nghĩa thế gian để tỏ lòng khiêm cung, kính Phật, trọng tăng, cố gắng tu tập, dẹp bỏ bản ngã, dẹp bỏ tự ái, mong đạt trạng thái niết bàn vô ngã theo lời Phật dạy. Có những vị cao tuổi xưng tôi hay chúng tôi với vị tăng ni trẻ để tránh ngại ngùng cho cả hai bên. Khi quy tam bảo rồi, thụ ngũ giới, tam quy ngũ giới, mỗi vị cư sĩ Phật tử tại gia có một vị thầy truyền giới cho mình, vị ấy được gọi là thầy bản sư. Quý vị thân mến, ngoài tục lệ cúng gia tiên thì đi lễ chùa đầu năm cũng là một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết khi đi lễ chùa chúng ta cần nên tránh điều gì. Và trên đây là những điều kiêng kỵ nhất mà người đi chùa không để ý dễ mắc phải. Mong rằng quý vị hãy để ý hơn để đảm bảo sự thanh tịnh cho chùa và cho chính bản thân mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.